nhớ nguồn, tạ ơn đấng sinh thành. Mọi thành quả mà chúng ta có được ngày hôm nay đều nhờ công lao của cha mẹ. Chúng ta tri ân đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta và cho chúng ta cuộc sống tự do. Redland tổ chức buổi tiệc và văn nghệ dành cho quý cụ tại nhà hàng Quốc Hương, thành phố Dallas. Nhóm phóng viên Việt Vây TV 55.3 có mặt tại đây để ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của buổi tiệc. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Chào chị Hoàng Lan ạ, xin chị hãy gửi lời chào đến quý khán giả. Hoàng Lan xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Theo em được biết, chị là một trong những ca sĩ của nhóm Tam Ca Tình Thương. Xin chị cho quý khán giả biết là hoạt động của chị cũng như của nhóm như thế nào ạ? Thì nhóm Hoàng Lan có rất nhiều anh chị em với một tinh thần văn nghệ rất là cao, đi đến để phục vụ văn nghệ. Phần đông là đến những nơi mà có những bác, những cụ cao tuổi, thì chúng em rất là vui. Cũng giống như là hôm nay đến đây với một chương trình đầy ý nghĩa như thế này và gặp được cho các cụ, thì Hoàng Lan cũng như các chị em rất là vui. Và trong cái tinh thần văn nghệ, chúng em còn có một cái tinh thần phục vụ là đến những viện dưỡng lão để thăm các bác, vừa văn nghệ vừa tặng quà và vừa an ủi các bác. Cảm ơn Lily rất nhiều và cũng xin được cảm ơn khán giả của đài Việt Face 55.3 và xin cầu chúc mùi lễ tạ ơn quý vị luôn được nhiều hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Dạ xin chào bác ạ. Dạ xin chào cô, cảm ơn. Dạ, dạ xin bác cho biết quý danh ạ. Dạ tôi là Dũng Văn Nguyễn ạ. Bác sống thành phố nào bác? Tôi ở Dallas. Dạ. Bác ơi, theo cháu biết là hôm nay là tiệc và văn nghệ dành cho quý cụ. Thì bác có cái cảm tưởng gì khi tham dự một cái buổi tiệc như vậy không? Dạ, tôi đã mua nơi ăn nghỉ cuối cùng của gia đình tôi tại Sydney. Và trong buổi tiệc này tôi rất là sung sướng. Cảm thấy là Sydney đã có tình đối với lại khách của Sydney. Rồi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cháu chào bác. Cháu là Lily của đài Việt Phay TV 55.3. Chào Lily. Dạ, bác cho cháu hỏi là bác tên gì ạ? Và bác hiện đang sống ở thành phố nào ạ? Dạ, tôi tên Trần Thị Liễu, đang sống ở Garland, Texas. Dạ, cảm ơn bác. Bác ơi, hôm nay bác dự cái buổi tiệc như vậy nè, bác có cái cảm tưởng gì không ạ? Dạ, thưa tôi dự cái tiệc này là tôi học hỏi được nhiều về hậu sự của ngày mai đó. Rồi mình cũng hân hạnh là Trần Lộc tổ chức cái tiệc này để cho mọi người tìm hiểu, biết thêm về cái hậu sự của mình và có gặp đủ tất cả mọi người. Bác cho cháu hỏi là bác tên gì và bác hiện đang sống ở thành phố nào ạ? Dạ, tôi tên là Phạm Phát Thành. Tôi sống ở thành phố Carrollton thuộc Dallas. Dạ. Bác ơi, mấy cô chú trong đây là bạn của bác phải không ạ? Sự thật thì tất cả không những bạn này mà những bạn khác của cái buổi hôm nay là đều là bạn cả. Tôi rất là vui mừng mà được gặp anh em, nhất là những người già cả tuổi tôi vậy nè, mà cũng là gốc HO nữa. Đa số như vậy chứ không phải là tất cả. Tôi rất vui vẻ được gặp tất cả kể anh và chị ở đây. Không khí nó lạnh nhưng mà mình được ngồi cùng với những người bạn thân yêu của mình, như vậy cháu thấy là rất là ấm cúng phải không bác? Dạ quá ấm cúng đi chứ, ở đây là ấm cúng lắm, nhất là trong phòng được điều hòa không khí rồi chứ. Nếu mà một ngày mai mình đi ra tôi nằm ngoài sương thì nó lạnh hơn đây nhiều. Phải không cô? Kính chào các cô chú, anh chị đã đến tham dự ngày hôm nay. Tôi là Trần Lộc, đại diện ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã nhận lời mời của chúng tôi đến tham dự tiệc tạ ơn, văn nghệ và hội thảo ngày hôm nay.
rất hân hạnh được tiếp đón tất cả quý cụ, cô chú, anh chị em cùng cảm ơn sự cộng tác của cơ sở truyền hình Việt Face TV, báo Người Việt Dallas, báo Bút Việt, báo Trẻ Đẹp Online và nhóm thiện nguyện Hoàng Lan và nhóm cầu thủ đá banh LTVNFC Dallas là các anh chị em nghệ sĩ. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ sự hiện diện của chúng ta hôm nay. Bên tay phải của tôi là chị Hoàng Lan. Tôi xin trân trọng giới thiệu là người sẽ giúp tôi điều hành chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Chị Lan là trưởng nhóm Hoàng Lan Group. Đây là nhóm dùng lời ca, tiếng hát mang thức ăn và quà cáp đến các cơ sở nursing home để an ủi quý cụ đang nằm trong các viện dưỡng lão tại địa phương này. Xin cảm ơn chị và cũng xin quý vị cho chị Hoàng Lan một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần thiện nguyện đáng quý này. Xin cảm ơn anh Trần Lộc đã tạo cơ hội cho Lan và các em trong nhóm có cơ hội gần gũi với quý cô chú bác lớn tuổi. Đây là lần thứ hai nhóm Hoàng Lan đã đến với chương trình văn nghệ hội thảo của anh Trần Lộc. Lan nghĩ đây là một việc làm đầy ý nghĩa, ít nhất là đem lại cho quý cụ cơ hội để gần gũi qua một bữa ăn ấm cúng, thưởng thức văn nghệ và chia sẻ kiến thức cần biết cho một ngày mai hậu. Xin chân thành cảm ơn tràng pháo tay để cổ vũ của quý vị. Chủ trương của chúng tôi là tổ chức một buổi tiệc vui, đặc biệt lại nằm trong dịp mùa tạ ơn hôm nay, để cảm ơn các thân chủ đã mua trước các chương trình hậu sự. Và rất nhiều người trong quý vị hôm nay là thân chủ của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và sau đây xin tất cả quý vị cùng đứng lên để cùng chúng tôi hát lại bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bài Quốc ca Hoa Kỳ, Quốc ca Hoa Kỳ. Dạ, xin chào chú ạ, cháu là Lily của đài Việt Face TV 55.3. Anh hạnh được gặp cô. Dạ. À, chú cho cháu hỏi là quý danh của chú là gì ạ? Tôi tên Vũ Văn Hùng. Chú có hay tham khảo để chuẩn bị hay là mua cái package cho hậu sự mai sau của mình không ạ? Dạ, tôi đã mua cái đó rồi. Chú mua lâu chưa ạ? Tôi mua được 3 năm nay rồi. À, chú cảm thấy như thế nào mà khi chú dự cái buổi tiệc và văn nghệ dành cho quý cụ? Dạ, tôi rất hân hạnh. À, nhà tôi rất là quen biết với anh Lộc, thành ra nhà tôi cũng muốn đến dự chung vui với lại anh Lộc. Dạ cảm ơn chú ạ. Chú cho cháu hỏi một câu nữa là chú có hay coi đài Việt Tây TV 55.3 không ạ? Có, thì thoảng tôi có coi ở nhà. Dạ. Cho con gái tôi. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Kính thưa quý cô chú và anh chị, khi nói đến lễ tạ ơn, chúng ta thường nghĩ tới trách nhiệm và bổn phận tri ơn, nhớ ơn hay là biết ơn giữa thế hệ này và thế hệ trước, giữa người còn sống và những người đã đi cách xa, giữa người cho và người nhận, giữa người trao truyền và người tiếp nối. Chúng ta có cả trăm điều để tri ơn, từ công sinh thành nuôi dưỡng của ông bà cha mẹ, công lao giáo dục của thầy cô, tri ân các anh hùng dân tộc, những người đã có công lập quốc và giữ nước. Tri ân đất nước Hoa Kỳ này đã cho chúng ta cơ hội được sống như con người tự do, được học hành, làm việc, có cơ hội tiến thân và nuôi dưỡng con cái. Chúng ta tri ân ơn trên đã cho chúng ta còn hiện hữu trên cõi đời này để thấy cõi dân sinh có vui, có buồn, có thành công hay thất bại,
có tình yêu hay thất vọng, nhưng dù sao ta vẫn yêu quý cuộc đời này, dù biết rằng cõi tạm này ngắn lắm. Vì vậy trong khán phòng ngày hôm nay, chúng ta phải có một buổi tiệc vui và mở lòng ra tạ ơn đất trời cũng như những con người. Lan kính mời một trong những đại diện Wrestling là ông Mike Wilfong, Business Manager của Wrestling, sẽ có chia sẻ ngắn đến quý vị. Thank you for being here today. Thank you for being here today to join us as we celebrate this time as we're about to head into the holiday season. A little background about Wrestling and about who we are and why we do what we do. In 1918, there was a flu epidemic that decimated large portions of the population around the world. Năm 1918, có một trận dịch lớn ở trên thế giới này. Và lúc đó thì cách 6 dặm từ phía bắc của Dallas, họ có xây một cái vương cùng để xây cái nghĩa trang của thành Wrestling bây giờ. Wrestling xây dựng vào năm 1925. Tới hôm nay chúng ta có 93 năm. Wrestling rộng là 400 acres, tức là một trong nghĩa trang rộng thứ nhì tại nước Mỹ này. Người Việt chúng ta qua đây 43 năm, trong thời gian những cộng đồng xuất phát từ Garden rồi trải qua nhiều những cái vùng các thành phố khác. Nhưng mà nhiều người đã chọn Wrestling như một địa chỉ an trú vĩnh viễn. Và từ khi Lộc về làm cho Wrestling này, trong 4 năm qua, thì Lộc nói nhiều về việc chuẩn bị hậu sự. Những chuyện này rất là mẫn cảm. Con người chúng ta đều là yêu cuộc sống lắm, nhưng cái chuyện này không tránh khỏi được. Cho nên nếu tính trước thì vẫn đỡ nhiều bối rối. Xin cảm ơn quý vị.